Sau 2 tuần tranh tài, giải bóng đá thị trấn Nưa mở rộng lần thứ nhất năm 2023 do Hội Thiện Nguyện và Ủy ban Nhân dân thị trấn Nưa huyện Triệu Sơn tổ chức đã khép lại bằng trận chung kết đầy cảm xúc. Vượt qua 10 đội bóng khác tham dự giải, FC thị trấn Triệu Sơn so tài với FC thị trấn Nưa trong trận chung kết. Trận đấu này đã thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi và cổ vũ. Mặc dù chỉ là giải đấu phong trào, nhưng giải bóng đá thị trấn Nưa mở rộng lần thứ nhất đã góp phần tạo điều kiện và phát triển phong trào rộng khắp cho mọi người dân trên địa bàn huyện Triệu Sơn tham gia hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện nâng cao sức khỏe, thể lực, tăng cường học hỏi, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, là cơ sở để tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên tham gia luyện tập thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn liền với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trận chung kết giữa FC thị trấn Nưa và thị trấn Triệu Sơn đã diễn ra hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Tất cả những cầu thủ và khán giả đều trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. FC thị trấn Nưa hai lần vươn lên dẫn trước, nhưng FC thị trấn Triệu Sơn đều gỡ hòa thành công, thậm chí còn vươn lên dẫn trước với tỷ số 3-2. Trong những phút cuối của trận đấu, FC thị trấn Nưa đã gỡ hòa thành công với tỷ số 3 đều, qua đó khiến trận đấu phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút penalty cân não. Trong loạt đấu này, FC thị trấn Nưa có tới 2 lần để định đoạt trận đấu, nhưng đều không tận dụng thành công. Ngược lại, FC thị trấn Triệu Sơn lại tỏ ra bản lĩnh và có phần may mắn để có chiến thắng trong trận chung kết này. Tôi thấy nó mừng quá, vui quá, bởi vì thực sự bóng đá là một môn thể thao vua cơ mà. Thế cho nên là rất cảm ơn các ông trong ban tổ chức đã tổ chức cái giải thị trấn Nưa mở rộng này cho chúng tôi những giây phút thật hồi hộp, thật chờ đợi, thật là đáng nhớ những giây phút ấy. Chỉ có bóng đá mới có được. Trong buổi lễ trao giải, ban tổ chức đã trao những danh hiệu cá nhân như thủ môn xuất sắc nhất, vừa phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất. Trao giải phong cách cho FC Thái Hòa. Với chiến thắng trong trận tranh giải 3, FC Dân Lực giành huy chương đồng. Để thua đáng tiếc trong trận chung kết, FC thị trấn Nưa giành huy chương bạc. Mặc dù không có được ngôi vị cao nhất, nhưng đây cũng là thành tích đáng tự hào của cầu thủ FC thị trấn Nưa. Trong khi đó, với chiến thắng trong trận chung kết, FC thị trấn Triệu Sơn đã giành huy chương vàng và cúp vô địch giải bóng đá thị trấn Nưa mở rộng lần thứ nhất năm nay. Sự thành công của giải đấu không chỉ là lối chơi nhiệt tình của cầu thủ, sự cuồng nhiệt của cổ động viên mà còn là sự chung tay đóng góp của các mạnh thường quân. Mặc dù là kinh tế cái năm nay cũng rất khó khăn, nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng là kêu gọi các tổ chức cá nhân, các cái nhà tài trợ vì lòng yêu quê hương, vì lòng hâm mộ thể thao của quê nhà, cho nên là mới tạo được một cái sân chơi bổ ích cho các cháu. Trước hết là xin trân trọng cảm ơn các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, con em thị trấn Nưa trên mọi miền Tổ quốc, cũng như bà con nhân dân và các doanh nghiệp trên thị trấn Nưa đã đồng hành cùng với cấp ủy chính quyền và tổ chức cùng với Hội Thiện Nguyện để tổ chức được cái giải bóng đá này đến giờ phút này là thành công tốt đẹp. Một cái giải đấu mà chúng tôi nghĩ là sẽ lan tỏa và chỉ mong rằng là sẽ có rất nhiều các cái cơ quan đơn vị, các nhà hảo tâm trên quê hương thị trấn Nưa sẽ tiếp tục đồng hành với ban tổ chức chúng tôi để tổ chức cho các giải đấu lần sau, để cho các bạn trẻ yêu bóng đá của quê hương thị trấn Nưa và Triệu Sơn quy tụ về cái mảnh đất ngàn nơi yêu dấu để chơi một cái giải bóng đá thường niên giống như giải bóng đá lần thứ nhất 2023.